Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Website camera quay lén 360.vn, hotline 082 55 33 666. Thì những anh chị, cô dì, chú bác nào đang quan tâm cũng như muốn tìm hiểu về tất cả các dòng sản phẩm như là camera, định vị, máy nghe lén, máy yêm, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên, gọi điện tới số hotline của bên em để được bên em tư vấn livestream nhé. Thì hôm nay trong video clip này em sẽ giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng trong thời gian vừa qua. Mã sản phẩm có tên là camera S199 anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này anh chị có thể quay video có chất lượng hình ảnh là full 4K, quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được trực tiếp từ xa, không giới hạn khoảng cách khi nơi đặt cam có wifi 3G, 4G. Góc quay thì cực kỳ là rộng, lên đến là 170 độ. Và đặc biệt cái bộ sản phẩm này, anh chị là hoàn toàn có thể ngụy trang vào mắt cúc áo để quay người đối diện, quay người trước mặt một cách bí mật, an toàn mà người ta không bao giờ có thể phát hiện ra được. Ví dụ đi ký kết văn bản hợp đồng, các thương vụ làm ăn hoặc là đơn giản là quay lại các cuộc hội thoại nói chuyện với nhau để làm bằng chứng, chứng cứ, tìm ra sự thật, hoặc là mình cũng có thể mua về để biến nó thành một chiếc camera hành trình cũng như là một chiếc camera giám sát ở trong gia đình thì cực kỳ là ok. Mình có thể giám sát con cái học tập này, giám sát người làm, người giúp việc này, giám sát đồ vật tài sản của mình anh chị nhé. Thì khi anh chị mua cái bộ sản phẩm của bên em về thì bên em sẽ tặng kèm anh chị là một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video, dữ liệu lên đến là 20 ngày liên tục và sẽ có chức năng là ghi đẩy cũng như là ghi đề anh chị nhé. Thì ghi đẩy ghi đề nó là như thế nào? Tức là sau khi đẩy thẻ nhớ bước sang ngày 21 thì nó sẽ tự động xóa ngày mùng 1, bước sang ngày 22 thì nó sẽ tự động xóa ngày mùng 2 để anh chị nó luôn luôn lưu giữ được video trong vòng là 20 ngày gần đây nhất. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị đã có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ anh chị nhé. Tiếp đến ở đây là bên em sẽ tặng kèm cho mình một tờ giấy hướng dẫn cài đặt này. Ở đây là bên em có ghi đầy đủ nha, tất cả các bước từ A đến Z luôn này. Từ nhỏ nhất là tại phần mềm này, cắm jack pin khởi động camera này, để đúc thoát ra ngoài kết nối thành công thì từ A đến Z là bên em có ghi đầy đủ hết vào trong này rồi nhá. Nhưng mà nhiều bác nào mà là sử dụng công nghệ yếu kém ấy thì đôi khi là các bác nhìn đây các bác vẫn không hiểu ấy, thì các bác là có thể là mượn một chiếc điện thoại khác, sau đó là gọi video Zalo qua bên em thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật, người ta sẽ là hướng dẫn mình để là mình là có thể là sử dụng được 1-2 lần và là sau đó là mình có thể là sử dụng thành thạo hơn anh chị nhá, và không phải để mất thời gian của anh chị nữa. Bây giờ em sẽ cùng anh chị là mở cái bộ sản phẩm camera S199 này ra để xem hình dạng nó như thế nào cũng như các chức năng sử dụng nó ra làm sao nhé. Ở đây anh chị sẽ mở ra xem này. Đấy, ở đây sẽ là bao gồm có này, camera này, pin sạc dự phòng này. Tiếp đến là ở đây là sẽ có là dây cắp sạc này, ngụy trang cúc áo này. Đấy, toàn một bộ sản phẩm là khi nào hoàn chỉnh nó sẽ là như thế này nhé. Thì nhiều bác thắc mắc là thế tại sao là có nhiều cái bộ sản phẩm là ngụy trang mắt cúc áo mà bên anh là không tặng kèm pin dự phòng. Thì là với những cái dòng mà bây giờ là nó siêu nhỏ ấy, thì là thành ra là cái dung lượng pin thì bao giờ nó cũng ít hơn, thế nên là nhà sản xuất người ta sẽ là tặng kèm theo pin sạc dự phòng nhá. Còn những cái loại ví dụ như là V99SX ấy, những cái loại đấy mà có pin dày ở ngoài ấy, thì là bình thường nó quay đã 10 tiếng hơn 10 tiếng rồi thì là cũng không cần đến là pin sạc dự phòng nhá. Còn cái bộ sản phẩm này nhá, độc cái nhỏ nhỏ con nhỏ xíu như này thôi, khi anh chị là sạc đầy pin ý, thì anh chị là có thể là sử dụng liên tục trong vòng là 3 giờ đồng hồ. Thêm cái pin sạc dự phòng này vào thì là mình có thể là sử dụng thêm được thêm 8 tiếng nữa anh chị nhá. Đấy, và cái bộ sản phẩm này là dây cắp sạc, ở đây sử dụng sẽ là dây cắp sạc Android trên Samsung. Đây là một cái loại cắp sạc cực kỳ là phổ biến ở trên thị trường này. Thì anh chị nào đang sử dụng điện thoại Samsung ý, có cái sạc sạc như thế này thì anh chị nào có thể là sử dụng sạc luôn cho thiết bị thì đều là ok. Và cái bộ sản phẩm này nhá, là khi anh chị sạc pin thì lưu ý cho là mình sẽ làm mở nguồn lên là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là mình có thể là sạc ngày sạc đêm, sạc ngày này qua ngày khác để là theo dõi 24/24 thì là không vấn đề gì hết anh chị nhé. Tiếp đến cái bộ sản phẩm này sẽ được là tặng kèm theo cái bộ ngụy trang cúc áo này, bao gồm có cúc áo là măng tô này, sơ mi này, đầu đinh này, đầu vít này, thì tùy vào trường hợp là mình có thể là căn chỉnh lựa chọn làm sao cho phù hợp nhé. Ví dụ như là nếu mà mình quay người đối diện, quay người trước mặt thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn là mắt ngụy trang cúc áo rồi. Còn ví dụ mình đặt ở trong phân xưởng nhà xưởng ấy thì mình nên lựa chọn là đầu đinh cũng như đầu vít anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị là cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Ở đây thì anh chị có thể thấy này, đây chính là dây mắt camera nhé, dài khoảng tầm độ 4 cm, chất liệu thì bằng cáp dù siêu mỏng và siêu bền, thì giúp anh chị có thể luồn lách qua khe kẽ thì cực kỳ là ok. Ví dụ như qua khe cửa sổ hay là khe gầm bàn các thứ là đều được hết nhá. Mắt camera ở đây thì cực kỳ là nhỏ thôi, tức là anh chị chỉ gần như thế này thôi là anh chị đã có thể quay được rồi. Còn những anh chị đang muốn ngụy trang ấy thì mình có thể lựa chọn thêm các đầu mắt cúc áo ở đây anh chị nhá. Đấy, ở đây là cái phần thân máy này, tức là cái bộ sản phẩm này nhá, tính cả dây mắt camera thì dài khoảng tầm độ 10 phân đấy, còn tính độc cái
phần thân máy ở đây thì dài khoảng tổng độ là 4-5 phân anh chị nhé. Thì trên cái phần thân máy này sẽ bao gồm có này, đầu tiên ở đây là sẽ có cái chân cắm sạc anh chị nhé. Đây chính là chân cắm sạc này, thì anh chị đã có thể cắm sạc như sạc điện thoại, hoặc là nhiều anh chị là muốn sử dụng lâu ấy, ở trong những cái nơi mà là không có nguồn điện chẳng hạn, thì anh chị đã có thể là sử dụng pin sạc dự phòng thì đều là ok anh chị nhé. Tiếp đến ở đây, đây chính là công tắc nguồn, thì mình muốn sử dụng được thì anh chị sẽ gạt công tắc nguồn về phía chân sạc cho em, anh chị gạt xuống này. Đấy, khi gạt xuống nhá, ở đây đèn sẽ đỏ đỏ đây. Đấy, hơi đỏ đỏ đây, báo hiệu là camera đã bắt đầu đi vào hoạt động. Và anh chị lưu ý cho em là cái đèn ở đây là mình hoàn toàn có thể tắt ở trên phần mềm nhé. Thế nên là khi mình quay ấy, là yên tâm đi, nó sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh hay ánh sáng nào hết. Tiếp đến ở đây sẽ là nút reset này. Thì trong quá trình sử dụng mà camera mà không phát ra mã wifi thì mình có thể dí nút reset này 10 đến 15 giây để cho camera khởi động lại, là sau đó mình sẽ sử dụng lại được bình thường anh chị nhé. Tiếp đến ở đây là sẽ có là khe cắm thẻ nhớ này. Đấy, thì là anh chị là có thể là lắp thẻ nhớ vào, sau đó là mình đi vào sử dụng anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ là cùng anh chị là xem chất lượng hình ảnh của các bộ sản phẩm này. Thì đầu tiên mình mở máy lên nhưng mình chưa sử dụng được luôn đâu nhé. Thế chị sẽ lấy điện thoại ra cho em này. Đầu tiên sẽ tải cho phần mềm có tên Lookcam về máy nhé. Đầu tiên là lúc tải phần mềm Lookcam này. iPhone ấy thì mình sẽ vào App Store, còn anh chị nào mà sử dụng Samsung thì vào cửa hàng Set Play để tải cho cái phần mềm có tên là Lookcam này. Thì sau khi tải xong thì mình sẽ đi tìm wifi của camera anh chị nhá. Đây, anh chị sẽ đi tìm wifi của camera này. Ở đây thì sẽ phát ra một mã wifi rất chi là dài và không hề có mật khẩu, thì anh chị sẽ kết nối vào cho em này. Đợi cho em 10 đến 15 giây là sẽ kết nối thành công anh chị nhá. Lưu ý hiện tại ấy, là cái mạng wifi này là đang không có mật khẩu, thì là anh chị là có thể vào thoải mái, còn anh chị là muốn đổi mật khẩu ấy thì mình có thể đổi ở trên phần mềm. Còn khi mà mình xem từ xa thì nó sẽ tự động ẩn đi cho mình. Còn nếu ở đây nó hiện là không có kết nối internet thì mặc xác vào đi, không vấn đề gì cả nhé. Chỉ cần ở đây hiện dấu tích, trên này hiện cột sóng wifi là như này là mình đã kết nối thành công. Sau đó mình sẽ trở về màn hình chính cho em, vào trong phần mềm Lookcam đây anh chị nhé, vào phần mềm Lookcam này. Đấy, khi vào đây sẽ hiện là cancel và ok nhé. Thế thì anh chị sẽ ấn vào cancel cho em này. Ở đây hiện device online này, ở đây phần device online này. Anh chị là muốn đổi mật khẩu thì mình sẽ là modify nhé. Thì ở đây open password thì tức là mật khẩu cũ, tức là 123456, đây là mật khẩu mặc định của camera này. Đấy. New password là mật khẩu mới này. Con pin là xác nhận mật khẩu mới. Sau đó mình ấn ok thì người ta muốn vào được xem ấy là phải yêu cầu là phải có mật khẩu nhé. Còn anh chị muốn xem thì ở phần device online, ở nó cancel để xem này. Đấy anh chị thấy không? Như này đang bị ngược đúng không? Đừng lo lắng, không vấn đề gì cả, mình vẫn có thể là quay lại bình thường nha. Đây chị có thể đây, siêu sắc nét luôn này. Đây, đây siêu phẩm siêu sắc nét này. Đây, quay cực kỳ là nhanh và không hề bị delay nhá. Chất lượng hình ảnh cứ phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Ở đây thì anh chị là hoàn toàn mình có thể là zoom to zoom nhỏ, anh chị sẽ thấy là đầy đủ ngày giờ phút giây ở đây chuẩn chỉ 100% so với ngày giờ của điện thoại nhé. Mình có thể zoom to zoom nhỏ này. Đấy, ở đây chất lượng hình ảnh sẽ có 1080 2K 4K, thì chất lượng hình ảnh 4K thì sẽ là sắc nét nhất nhé. Tiếp đến là cái biểu tượng hình bóng đen, anh chị ở đây sẽ tương đương nó sẽ tắt cái đèn của camera đi, thế nên là khi mình quay là yên tâm không ai người ta phát hiện ra được âm thanh hay ánh sáng gì hết. Ấn vào đây một lần nữa này là đèn nó lại sáng lên. Ở đây có biểu tượng hình mặt trời này, anh chị ấn vào đây. Đấy, này nó sẽ chuyển sang là chế độ là quay ban đêm nhé. Đây, con này sẽ là hỗ trợ quay ban đêm dưới ánh sáng mờ. Thì nhiều bác thắc mắc là thế không có một chút ánh sáng nào có quay được không? Nếu mà không có một chút ánh sáng nào anh chị muốn quay thì anh chị nên lựa chọn những cái mẫu ví dụ như là X Pro hoặc là S400 Plus, là những cái loại đấy là có các cái mắt hồng ngoại ấy, thì là sẽ quay được ban đêm nhé. Nhưng mà bù lại cái bộ sản phẩm đấy nhược điểm nó sẽ là không ngụy trang được mắt hoặc áo, tại vì nó có 6 mắt hồng ngoại cực kỳ là to. Ở đây có biểu tượng hình 3 chấm này. Ở đây có biểu tượng hình tròn này, nửa trắng nửa xám anh chị ở đây. Đây chính là tăng và giảm cái màu sắc nhé. Đây em chỉ làm đơn giản này, đây chị thấy không? Màu lè lẹt luôn này, đấy giảm xuống này, đấy màu lại bình thường nhé. Ở đây biểu tượng là cái ông mặt trời để tăng và giảm độ sáng nhé. Thì hai cái này ấy, thì tùy theo là mắt của mỗi người thì mình có thể căn chỉnh làm sao cho hợp lý, cho phù hợp với cả con mắt của mình nhất nhé. Tiếp đến ở đây chị có thể đảo lên, đảo xuống, đảo trái, đảo phải thì đều là ok. Muốn chụp ảnh thì ấn vào biểu tượng máy ảnh để chụp ảnh. Chụp về. Muốn quay video thì sẽ ấn vào biểu tượng máy quay nhá. Đấy, và muốn quay video mà có cả âm thanh nữa thì phải bật loa, bật mic lên. Đấy. Ở gần nó sẽ bị xung âm nhá, thế nên là em sẽ tắt đi. Ở đây là em sẽ test cho mình một đoạn video để anh chị có thể thấy là ở đây là mình quay video là đầy đủ âm thanh. Em bấm quay này. Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em, Hotline 0825533666 anh chị nhé. Thì sau khi quay xong, anh chị chỉ việc ấn vào biểu tượng máy quay
Đấy, như này nó sẽ không quay nữa và lưu vào phần mềm cho mình nhá. Và bây giờ mình xuống mình muốn xem là hình ảnh cũng như video nữa mình quay xong nó lưu ở đâu. Ở đây anh chị sẽ quay trở về cho em. Nó sẽ lưu hết ở trong cái phần photo này anh chị nhá. Đấy, đây là những cái phần mà mình ấn bằng tay nhé. Tức là mình quay phim bằng tay ấy, hoặc là mình chụp ảnh bằng tay là sẽ lưu hết vào đây. Đây chính là hình ảnh này. Mọi hình ảnh cũng như video ở đây là sẽ đầy đủ ngày giờ phút giây ở đây chuẩn chỉ 100% so với ngày giờ của điện thoại nhá. Đấy, đây chính là video này. Anh chị không nghe tiếng này. Anh chị thấy không? Nghe được cực kỳ to rõ ràng anh chị nhá. Đấy, đây là khi mình xem ở gần cho cái bán kính là camera phát ra mã wifi. Còn bây giờ là em sẽ hướng dẫn anh chị là cách cài đặt để mình nó có thể là xem được từ xa cũng như cài đặt như thế nào để là cứ mở máy lên là camera nó tự động quay lưu vào thẻ nhớ nhá. Thì đầu tiên ý, thì mình phải kết nối cho nó online như thế này đã. Sau đó mình sẽ ấn vào hình máy jack là bước đầu tiên. Đây là bước 1 nhá. Bước 2 thì mình sẽ ấn vào phần device setting dòng thứ 3 từ dưới lên. Đấy, ở đây sẽ ra cho mình rất chi là nhiều mục này. Alarm config là cảnh báo chuyển động này, modify device password là thay đổi mật khẩu này, SDK setting ở đây là cài đặt thẻ nhớ nhá. Thì anh chị sẽ ấn vào cho em. Ở đây mình sẽ bật hết 4 nút xanh lên cho em này. Đấy, 4 nút xanh lên này. Đấy, chất lượng hình ảnh ở đây sẽ là HD anh chị nhá. Ở đây còn là video duration thì ở đây là có là 13530 thì là nhiều bác đang hỏi là cái này nó là cái gì hả anh? Thì cái này chính là cái thời lượng là camera cắt video ra nhé. Ví dụ anh chị để 30 chẳng hạn thì là cứ 30 phút sẽ cắt ra một video lưu lại vào thẻ nhớ. Anh chị để 5 phút thì là cứ 5 phút cắt ra một video lưu lại vào thẻ nhớ. Thì sau khi mình cài đặt như thế này xong ấy thì mình không cần vào phần mềm hay là anh chị là vào ấn quay để làm gì cả. Mình chỉ việc là lắp thẻ nhớ vào, bật camera lên. Đấy, sau đó anh chị là có thể cầm đi ra đường như này quay này, có thể ngụy trang mắt cũ áo để quay này, hoặc là có thể là để ở góc tường quay thì đều được hết nhá. Về nhà thì mình có thể là rút thẻ nhớ ra cắm vào máy tính, cắm vào laptop là mình đều có thể xem được. Còn anh chị là bây giờ muốn xem được từ xa ấy, ví dụ như là camera này mình đặt ở nhà đúng không? Sau đó là mình phải đi làm hoặc đi công tác xa chẳng hạn thì anh chị sẽ ấn vào cho em có một cái mục wifi setting này. Ở đây thì nó sẽ ra rất nhiều các cái mạng wifi ở xung quanh nhà mình nhá. Thì ví dụ như nhà mình có tên wifi là anh hàng xóm đi chẳng hạn này, anh hàng xóm này. Mình sẽ nhập mật khẩu thật chính xác cho tên wifi anh hàng xóm này. Sau đó mình sẽ ấn OK. OK một lần nữa này. Thì nó sẽ đẩy mình ra ngoài như thế này nhá. Thì là không phải là mình xem được luôn đâu. Thì anh chị cần thoát ra màn hình trí cho em. Đợi là 2 đến 3 phút để camera nó khởi động lại. Thì sau khi nó khởi động lại xong thì anh chị vào phần mềm ấy, là mình hoàn toàn có thể xem được trực tiếp từ xa không giới hạn trên mọi miền Tổ quốc nhá. Và khi xem ấy, là không nhất thiết là điện thoại mình phải có wifi đâu. Chỉ cần điện thoại của mình có mạng thôi là mình đều có thể xem được. Thì vừa rồi là em đã giới thiệu đến anh chị cái mẫu sản phẩm là camera ngụy trang mắt cúc áo S199, một bộ sản phẩm siêu nhỏ hoàn toàn mới. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 666 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn hướng dẫn cũng như hỗ trợ cho mình 24/24 anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo.